Em đang làm video cho sản phẩm hộp 2 xoay và em sẽ test luôn cho quý cô chú và anh chị biết là với phiên bản hộp 2 xoay này thì chế độ thứ ba nó có xoay 2 phút và nghỉ 6 phút vào đảo chiều không? Tại vì đây là chế độ mà các nhà sản xuất họ recommend để mình sử dụng trong quá trình liên cót cho đồng hồ. Bây giờ em sẽ bật chế độ thứ ba, 1 này, 2 này, 3 này. Nó sẽ xoay 2 phút, nghỉ 6 phút vào đảo chiều anh chị nhé. Chế độ thứ ba luôn rồi. Bây giờ khi mà bắt đầu nó đóng vào thì nó sẽ bắt đầu chạy. Đó, em bấm luôn. Và em sẽ để đây. Thì anh chị có thể dễ dàng quan sát xem là với phiên bản này thì nó có xoay 2 phút và nghỉ 6 phút, xoay thuận chiều kim đồng hồ, sau đó lại tiếp tục xoay 2 phút, nghỉ 6 phút và ngược chiều kim đồng hồ không. Em test tua nhanh với tốc độ lên 2 lần để anh chị có thể dễ dàng quan sát hơn. Nó sẽ rút ngắn cái khoảng thời gian để anh chị có thể dễ dàng theo dõi. Đầu nó sẽ xoay 2 phút thuận chiều kim đồng hồ. Sau đó sẽ dừng 6 phút. Tiếp tục nó sẽ xoay 2 phút và ngược chiều kim đồng hồ.
và nó lại dừng 6 phút. Sau đó nó lại tiếp tục xoay 2 phút nhưng mà lần này sẽ là thuận chiều kim đồng hồ. Cái chiều xoay này nó cũng sẽ cứ lặp đi lặp lại, nó cứ xoay thuận rồi nó sẽ xoay ngược. Đấy thì ở đây nó đều quay hầu như là rất sát tốc độ xoay 2 phút và nghỉ 6 phút đúng như nhà chế tác họ đã cài đặt. Nên anh chị cứ cài đặt chế độ xoay 2 phút nghỉ 6 phút là hợp lý nhất nhé. Em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều.